Rồi, chào các bạn. Hi guys, it's been a very long time. We took a good 6-8 months break just to basically get away for a little bit and spend time with the families and stay away from the COVID and all that stuff. So today I want to get a quick video and just kind of like get back and just basically enjoy some seafood with you guys and go from there, okay? Rồi chào các bạn, bữa nay lâu quá rồi mới trở lại với các bạn nha. Bữa nay gia đình cũng như là khoảng 6 hay 8 tháng rồi mới trở lại. Tại vì dịch này kia cái nọ muốn cũng như là không muốn làm clip mà muốn như là focus với trong gia đình nhiều hơn vậy đó. Mà bữa nay thì hai cho con ăn what we eating today? Ăn tôm hùm đất, orange and crawfish and hot sauce and cơm rice and cơm and beer. And nó thì nó ăn ăn cucumber. Nó ăn trái cây, ăn cam với ăn táo. Nay con nó cũng bự. Lâu quá rồi mới làm clip lại. Sorry. Yummy. Oh, you drink a beer. What Dustin drinking? Water. Water? Good job. Why you say good job? Con này cũng ngon nè. Look. Is it yummy? Yummy? Mấy tháng trời mới ăn lại. Yummy? Yeah. Cơm hùm đất. Mấy tháng nay thì gia đình cũng không có làm gì đặc biệt. Ở nhà đi làm xong về nhà, ở nhà vậy thôi. Tại vì dịch quá mà. Dịch bên đây lan tràn dữ quá, với lại bên Việt Nam còn tệ hơn nữa, quá trời người chết. Bởi vì không lẽ người bên bển chuyện tùm lum hết mà làm clip mà thấy nó không được tốt cho lắm. Bởi vì nghỉ một thời gian. Nhưng mà hôm nay bắt đầu từ bữa nay làm lại. Đây luôn. Ngon con? Ngon không? Dám ý? Dạ. Yeah. Khỉ khọn à. Yummy. Yeah. Yummy, yummy. Me too. Am I strong? Yeah.
Dạo này bên đây seafood cũng không có gì đặc biệt. Chắc tại vì nó bị COVID ấy quá đó, bởi vì ít ít có ra đồ lắm. Toàn là mấy cái thường không à, như là tôm hùm, cua, vậy ốc vậy thôi, không có đồ mới. Loại này là loại đông lạnh, nó chưa có cái tươi, tươi nó khoảng như là tháng 1, tháng 2 gì á mới có. This is frozen. It's not the live one. The live one, we don't get it until the season is like January or February, I think. But it's still good though. It still fix the craving for a little bit. Không con. Yeah. Bự ha, con nó bự quá trời à, biết mà. Dạo này tại vì dịch COVID á, cái gì nó cũng lên giá hết á, ba cái đồ ăn này nó lên giá, đồ biển nó lên giá, đồ dùng thường ngày nó cũng lên giá. Justin, ngồi ăn đi con. Đừng có phá đồ của Don. This is empty. And this is...
Dạo này hình như là bên bên Việt Nam đảo lại rồi. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. Tại vì hết cái này, hết cái loại này nó ra loại khác. Cũng như không. Ngon. The meat is good. Yeah. Why you eat it? I put it in orange. Yum. I put it in orange. When you eat this? Want to eat crawfish? Yeah, why you eat it? You want crawfish? Why you eat it? Crawfish, dude. Yummy. Dustin, ngồi xuống ăn đàng hoàng. Yummy. Yeah, yummy. Ngon. Tỏi quá trời luôn. Đóng đều đã. Đóng đều đã. I put up the belly. Like this. Want to say hi to Sophia? Hi Sophia. Say hi. Say hi Sophia. Hi Sophia. How are you, Sophia? How are you, Sophia? Where's Sophia? She's at home. Oh. And we're Tristan. We're Tristan. Tristan at home. And with Darren. With Darren. Darren? That Darren at home too. Everybody's at home. Dustin, Daddy, Mommy, Hina, and Donnie? Mm-hmm. We are eating. Mommy, Hina, Donnie, is not eating. Well, I had to eat. Con nó bự dễ sợ hả? Yeah. Look, me too. Wow. Wow. Look. Đẹp hả?
And we're doing. We're doing. At home. Everybody at home. Yeah. And Uncle and Auntie are all ready. Yeah. And outside too? Okay, you're gonna eat. Còn quá trời, để ăn từ từ thôi. Muốn làm lại cái clip này nhanh để mà nói cho các bạn biết là hai cha con sẽ bắt đầu làm lại clip, làm lại mấy cái video. Hy vọng là các bạn ủng hộ coi nha. Tuần sau hy vọng là mỗi tuần sẽ có những clip mới, những đồ ăn mới đem lại cho các bạn vui vẻ. Thằng này nó phá quá. Rồi thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Just a quick video, just to let you guys know that we're gonna start doing the clip back again. Hopefully we can upload it once a week with new seafood, new contents. We hope that we get your support back, and hopefully we're gonna grow this channel some more. Okay. Right. Cảm ơn các bạn nha. Thanks guys. I'll see you next video. See you later. Bye bye. Bye bye.